trường này. Rất là nhiều bài tại đó luôn. Mình quyết định là mình sẽ dẹp bỏ cái kệ này, tại vì nó quá là chiếm chỗ đi. Mình sẽ để cái lọ spare của mình ở đây. Cái lọ spare của mình tự làm, và mình làm mình bán nữa. Cái một hồi nghĩ lại thì mình thấy mình để cái này lên đây thì nó sẽ ok hơn. Xong rồi mình để mấy cái spare ở xung quanh cái này. Đó. Mình sẽ để chỗ này. Đây. Đây. Thằng này là sản phẩm của thằng này. Thằng này y chang nhau, không khác gì hết trơn á. Đến cả màu mắt cũng giống.